Thái xin gửi lời chào đến toàn thể đại gia đình nhà mình. Chúc toàn thể anh trai nhà gái mình công việc suôn sẻ, hạnh phúc và may mắn. Ngày hôm nay bên cơ sở đồ gỗ bên em ấy lại làm xong một cái tác phẩm có tên gọi là Song Phượng Sung Vầy, được làm trên nền chất liệu gỗ hương Ta Gia Lai, một trong những cái dòng gỗ rất là quý hiếm của Việt Nam, một trong những cái dòng gỗ và rất là ưa chuộng trên thị trường. Đường vân chân gỗ của tác phẩm này thì không có điểm trừ, và để đi sâu vào tác phẩm, em gái sẽ quay cận cảnh cho anh trai chị gái mình cùng ngắm kỹ về các cái đường nét chi tiết của cái tác phẩm này anh trai chị gái như mình nhé. Đầu tiên anh chị mình nhìn cho em gái chú Phượng Hoàng này, nó tỉa tách từng các cái cánh thôi, làm rất là kỹ cho em này, tỉa tách hết mọi người nhá. Đấy, làm rất là kỹ càng. Rồi những đuôi này, đó, làm cũng chặn tỉa di sần hết ra anh chị em mình nhá. Đấy, bên trên này là chú Phượng Hoàng bên trên. Đấy, cũng làm nói chung là rất là cân kiện anh chị em mình ạ. Từ các cái chi tiết thôi cũng phải tỉa tách rồi là để làm cho nó sắc nét, nó mềm mại và nó uyển chuyển hơn. Đấy, người thợ không hề tiếc công rồi là vợ cũng phải tạo ra cái áng mây bên trên để làm cho cái tác phẩm nó cân kiện, nó hài hòa và nó cân đối. Ngoài ra nên nữa bên này các bác ơi cũng ngắm cho em cái bộ đuôi của chú Phượng Hoàng này. Đấy, rất là dài đúng không ạ? Mà tỉa tách khoét ra rất là sâu. Đấy, làm cho cái tác phẩm nó thể nhìn vào, vâng ạ, chúng ta cảm giác nó rất là đẹp anh chị em mình, và rất là có hồn luôn. Ngoài ra những bông hoa cúc được nhà em chặn tỉa cũng rất là đều anh chị em mình nhá. Đấy, từng cái lá thôi nhà em làm bong cây hết ra. Đấy, moi móc hết ra vô cùng tỉ mỉ luôn. Đấy, từng các cái lá đây này các bác ơi cùng ngắm cho em này, tỉa tách rồi cái nụ cũng rất là kỹ càng. Đấy, thỏ tay móc mói được vào hết các cái điểm hết anh chị em mình nhá. Đấy, rồi là người thợ bên em không hề tiếc công sức của mình, còn làm thêm cả đất đá nhà em cũng di sần hết 100% luôn, chứ không hề để trơn tru không, để tạo điểm nhấn cho cái tác phẩm vâng ạ, có cái thêm cái sự kỹ càng hơn. Đấy, và cái tác phẩm có thông số kích thước là cao 1m20, rộng 76 và sâu là 26cm. Vâng ạ, Song Phượng Sung Vầy biểu trưng cho sự hạnh phúc tuyệt đối, biểu trưng cho tình cảm đôi đôi, cũng chính là biểu trưng cho sự thăng tiến trong công việc anh chị em mình nhá. Luôn luôn có cái sự may mắn giàu có. Vâng ạ. Và để biết thêm thông tin chi tiết về tác phẩm, anh chị em mình có thể liên hệ qua bên em qua hai số hotline 0333 462 357 hoặc 0981817 345. Và em gái xin hẹn gặp anh trai chị gái mình trong các video lần sau ạ. Xin chào tạm biệt các bác nhá.